Xin chào mọi người, tôi là Jolie. Mọi người hãy ấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé. Tòa chung cư mà tôi đang ở, an ninh có vẻ không được tốt cho lắm. Có một gã đàn ông thường xuyên đeo bám và làm phiền tôi. Tôi đã nhiều lần nói với bảo vệ tòa nhà. Họ đã hứa sẽ xử lý, nhưng chỉ được vài hôm. Tôi lại bắt gặp gã biến thái đó. Có một lần, khi tôi đi làm về, tôi bắt gặp hắn từ dưới hầm để xe của tòa nhà. Tôi cố lờ đi, rồi đi thật nhanh về phía thang máy. Tiếng bước chân cũng dồn dập phía sau lưng tôi. Tôi bấm thang máy, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái thang máy của tòa nhà cũ rích chúng tôi đang ở. Đổ thang máy chậm chạp, mau lên. Có lẽ cái thang máy nghe thấy lời tôi nói. Cửa rất nhanh mở ra. Tôi ngó ngang ngó dọc rồi lao vào trong. Tôi cố bấm liên tục để đóng cửa thang máy lại, nhưng tưởng đã thoát khỏi hắn. Nhưng khi cửa thang máy sắp đóng vào, thì một bàn tay thò vào chặn đứng cửa thang máy làm tôi giật cả mình. Là hắn. Hắn liếc nhìn tôi một cái rồi đi vào. Tim tôi lúc ấy như kiểu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ có tôi và hắn trong thang máy này. Phải làm sao đây? Và thật may mắn, một người đàn ông đứng tuổi nữa bước vào. Có thêm người ở đây, hắn sẽ không thể làm gì được tôi cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm biết ơn sự xuất hiện của người đàn ông ấy. Sao hai người này không bấm tầng à? Hai cô cậu muốn lên tầng bao nhiêu đấy? Câu hỏi của người đàn ông đứng tuổi làm tôi giật cả mình. Đúng là tôi chưa bấm tầng thật. Phiền chú, cháu ở tầng 10. Cảm ơn chú. Còn cậu kia? Tôi cũng lên tầng 10. Tôi ngước nhìn gã biến thái. Tôi vừa cho hắn biết tôi ở tầng nào. Tại sao tôi lại quên mất hắn đang ở đây chứ? Tinh, thang máy dừng lại ở tầng 9. Ông chú kia đi ra. Lại chỉ còn mình tôi và tên biến thái. Rất nhanh, thang máy dừng lại ở tầng 10. Khi tôi còn đang đắn đo do dự có nên đi ra hay không, thì gã biến thái ấy đi ra trước tôi. Hắn đi về phía đối diện đường đi về phòng của tôi. Tôi chờ đến khi hắn đi khuất khỏi tầm nhìn của mình, thì tôi mới dám bước ra và lấy can đảm thật nhanh chạy về phía phòng của mình. Có lẽ mình phải sớm tìm chỗ mới thôi. Ở đây đáng sợ quá. Mình không thể sống như thế này được. Tôi khóa chặt cửa phòng từ bên trong rồi thở hắt ra mệt mỏi. Tôi không thể sống trong lo sợ mãi như thế này được. Nếu bảo vệ không thể giải quyết nổi việc này, thì đến lúc tôi phải chuyển chỗ ở mới rồi. Nhưng mà trước hết, tôi phải lấp đầy cái bụng đang đói là tối nay đã. Hôm nay, tôi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực cho gã biến thái này. Cộc cộc cộc, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ai tìm tôi vào thời gian này nhỉ? Đã 11 giờ đêm rồi mà. Cộc cộc cộc, có khi nào là gã biến thái? Hắn đã phát hiện ra phòng của tôi ở sao? Cộc cộc cộc, tôi thực sự không dám mở cửa. Tay nắm cửa được vặn liên tục. Jolie, anh đi làm về rồi đây. Em mở cửa cho anh với. Anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy? Tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Tôi run rẩy lấy điện thoại gọi điện cho bảo vệ. Cũng lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên ngoài hành lang, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nhưng điều đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này, mà đó là tôi không liên hệ được với bảo vệ. Tôi gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, nhưng đều không được. Tôi bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi bật khóc nức nở. Tôi đã khóc rất lâu. Tôi cũng không nhớ chính xác là tiếng gõ cửa đã dừng lại từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hôm nay mình phải đi tìm một căn nhà mới. Mình sẽ chuyển nhà ngay trong hôm nay. Tôi tự sốc lại tinh thần bản thân, xin nghỉ làm một ngày và quyết tâm đi tìm kiếm một căn nhà mới. Tôi đã lên trang tìm nhà, tìm một số căn nhà phù hợp với tài chính của tôi và hẹn chủ nhà để đến xem trong sáng nay. Trước khi ra khỏi nhà, tôi cảnh giác quan sát xung quanh và khóa chặt cửa nhà. Có lẽ tên biến thái sẽ không xuất hiện vào lúc này đâu. Tôi đã tự an ủi bản thân như vậy. Cho đến khi tôi vào thang máy, thì tôi bỗng thấy ông chú ngày hôm qua lại xuất hiện. Tôi giữ cửa cho ông ta đi vào. Nhưng đột nhiên, một bàn tay kéo ông ta ngã ngửa ra đất rồi cảnh báo. Dừng ngay cái trò bẩn thỉu của ông đi. Nói rồi, cậu ta đi vào trong thang máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Là tên biến thái, hắn ta lại xuất hiện và công khai đánh người. Ngay lập tức, tôi hét lên, rồi lao ra ấn vào nút mở cửa thang máy. Nhưng không được rồi, thang máy đã chạy xuống.
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đập cửa thang máy liên tục. Tôi phải thoát khỏi đây. Chỉ có tôi và hắn trong thang máy. Không biết hắn sẽ làm gì tôi cơ chứ. Mở cửa, mở cửa đi, cho tôi ra, cứu tôi với. Bất ngờ, tên biến thái bịt miệng và giữ tôi lại. Này, cô bị điên sao? Cô có biết là cô đang làm gì không hả? Đồ biến thái, thả tôi ra. Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh mà làm gì tôi sẽ tống anh vào tù. Tôi không nhân nhượng nữa đâu. Tôi giãy giụa trong vòng tay của kẻ biến thái. Đột nhiên, thang máy rung lắc dữ dội. Điện trong thang máy chập chờn, rồi cũng tối om. Tôi hoảng sợ hét lên, rồi thang máy cũng đứng khựng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tôi mới phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy kẻ biến thái. Wow, thân hình của hắn ta cũng thật rắn chắc. Cả mùi hương nữa, thật quyến rũ làm sao. Tôi ngước nhìn hắn ta. Ôi trời ơi, tôi đang làm cái quái gì vậy chứ? Tôi đang ôm một kẻ biến thái và cảm nhận cơ thể, mùi hương của hắn ta. Tôi hoảng hồn, đẩy hắn ra rồi ngồi sụp xuống đất, ôm người trong góc thang máy. Tránh xa tôi ra, làm ơn, hãy tha cho tôi. Bầu không khí im ắng lạ thường. Một vài phút trôi qua, tôi dần dần ngước lên nhìn hắn ta. Khoan đã, hắn ta hình như đang không ổn. Hơi thở của gã trở nên gấp gáp, gã đổ mồ hôi và run lẩy bẩy. Trong thang máy lúc này bỗng trở nên nóng và bí hơn. Hắn ta vút mồ hôi liên tục. Và hắn ta cởi áo của mình ra. Trời đất, hắn ta làm cái quái gì vậy? Anh định làm gì tôi? Cút đi! Miệng hắn ta mấp máy muốn nói gì đó, nhưng không thể phát thành tiếng. Tôi hoảng sợ vội vàng đập cửa thang máy liên tục. Tôi ấn vào nút chuông báo động. Một vài giây trôi qua, nhưng không thấy phản hồi từ bên ngoài. Tôi thử lấy hai tay cố tách cửa thang máy ra, nhưng cũng không được. Tôi lấy túi sách của mình đập vào cửa thang, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Hơi thở của hắn càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Hắn ôm lấy đầu mình, lao đảo tiến về chỗ tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc cua loạn xạ cái túi sách của mình vào người hắn. Rồi hắn đổ gục xuống phía tôi. Tôi vội vàng tránh sang một bên. Hắn ta nằm ngất dưới đất. Anh ta bị sao vậy? Nhưng cũng thật may cho tôi, nếu hắn ta không ngất, tôi thực sự không biết hắn ta sẽ làm gì tôi bên trong chiếc thang máy đang kẹt này. Nhưng làm sao để thoát ra khỏi đây đây? Nếu hắn ta tỉnh lại trước khi có người đến giải cứu mình thì sao? À, điện thoại. Đúng rồi, mình phải gọi cho bảo vệ. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra. Điện thoại vẫn có sóng. Tôi gọi ngay cho bảo vệ tòa nhà. Lần này ông ấy đã nghe máy. Tôi tường trình mọi việc với ông ấy. Ông ấy nói sẽ đến ngay. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi lấy ngay cái dây của túi sách dựng tên biến thái lên. Tay tôi lúc này lại chạm trực tiếp vào cơ thể săn chắc của hắn ta. Cảm giác thật ngại ngùng. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng trói hắn ta vào được. Rồi tôi cũng ngồi xuống chờ, hy vọng bảo vệ sẽ đến sớm như những gì họ đã hứa. Tôi liên tục xem đồng hồ. 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút trôi qua. Chưa thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Tôi gọi lại cho bảo vệ, nhưng lần này không thể gọi được. Đúng lúc này, tên biến thái động đậy rồi mở mắt tỉnh dậy. Hắn ta gồng mình. Này, sao cô lại trói tôi lại? Tại sao tôi lại trói anh sao? Tôi mà thả anh ra, không biết anh sẽ làm gì với tôi. Anh còn lột cả áo của mình ra cơ mà. Ơ kìa, tôi... Tôi khinh bỉ không thèm nhìn hắn ta. Tôi không phải kẻ biến thái như cô nghĩ đâu. Có kẻ biến thái nào sẽ tự nhận mình là biến thái sao? Đúng vậy, có kẻ biến thái nào sẽ tự nhận mình là kẻ biến thái chứ? Kẻ biến thái thật sự là tên cô vừa gặp lúc nãy đấy. Cô thật sự không biết sao? Nếu ông ta là kẻ biến thái thì tòa nhà này đúng là toàn biến thái. Ông ta đã theo dõi cô từ rất lâu rồi. Tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi. Anh giúp tôi? Giúp tôi bằng cách đi kè kè theo tôi á? Gõ cửa nhà tôi cả tối sao? Như vậy thì hắn ta sẽ biết là cô không ở một mình. Hắn ta sẽ tự biết đường mà rút. Nhưng có vẻ là hắn ta không biết điều lắm. Điều hắn ta nói nghe vẻ cũng có lý lắm. Nhưng hắn nắm rõ như vậy, có thể đó là chiêu trò của những kẻ như hắn. Tôi đâu có dễ mắc lừa như vậy. Anh đừng có mà cố biện minh cho mình.
Cô mau thả tôi ra đi, làm ơn. Đừng có mơ. Tôi bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp. Hội chứng sợ không gian hẹp? Tôi đã nghe đến hội chứng này nhiều lần. Có một vài người bạn của tôi cũng bị mắc hội chứng này. Và biểu hiện của họ cũng y hệt như hắn ta vậy. Có khi nào lời hắn ta nói là sự thật không nhở? Anh sợ không gian hẹp đâu có nghĩa là sẽ không phải là kẻ biến thái. Tôi nhìn anh ta rồi gắt lên. Lúc này anh ta lại tiếp tục đổ mồ hôi, hơi thở dồn dập. Những biểu hiện y hệt lúc đó lại xuất hiện. Anh ta bắt đầu điên cuồng, gồng mình cố thoát khỏi sợi dây trói của tôi, trông có phần đáng thương. Và tôi vô thức tiến tới nắm lấy tay hắn ta, nhẹ nhàng vỗ lên vai như để an ủi. Đây là cách mà tôi vẫn thường làm với bạn bè của tôi khi họ có dấu hiệu của việc sợ không gian hẹp. Và cách làm đó đã hiệu quả. Hắn ta dần bình tĩnh trở lại, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn. Cảm ơn đã giúp tôi. Anh không sao là tốt rồi. Anh còn phải sống để chịu trách nhiệm với những hành vi biến thái của anh chứ. Thực sự anh không phải kẻ biến thái như em nghĩ đâu. Anh ta kể rằng anh ta ở cùng tầng với tôi. Anh ta đã bắt gặp tên biến thái theo dõi tôi rất nhiều lần, đi qua đi lại trước cửa phòng tôi vào buổi tối. Tên biến thái đó còn lắp cả camera theo dõi mini vào cửa phòng của tôi nữa. Và chính anh ta đã tháo những chiếc camera ấy ra. Vào buổi tối hôm qua, anh ta tình cờ bắt gặp tôi đi làm về. Và hắn cũng chờ tôi từ trước ở chỗ cửa thoát hiểm. Thế nên anh ta đã phải đuổi theo tôi và đi lên cùng với tôi. Cho đến khi tôi đã về phòng, anh ta đã bắt gặp tên biến thái đang đi lên từ chỗ cầu thang thoát hiểm ở tầng 9. Anh ta vì muốn cho gã biến thái biết rằng tôi ở cùng nhà với một người đàn ông nữa, nên đã cố tình gõ cửa và gọi cho tôi. Nhưng lúc ấy, tôi đã không ra mở cửa và khóc rất to ở trong nhà. Anh ấy đã chờ cho đến khi tên biến thái đi hẳn và tôi ngừng khóc thì mới về phòng. Đâu có ai làm gì cô đâu mà cô khóc to như vậy chứ. Sẽ có một vài người hàng xóm bị cô đánh thức bởi tiếng khóc đấy. Làm sao tôi tin được anh chứ? Thật sự thì tôi cũng không có bằng chứng gì. Nhưng mà nếu cô không tin thì ra ngoài, cô có thể check camera ở phòng bảo vệ. Trong khi tôi còn đang đắn đo suy nghĩ thì cửa thang máy bất ngờ mở ra. Trước mặt tôi là một nhân viên cứu hộ. Hai cảnh sát đang áp giải gã đàn ông kia. Người quản lý tòa nhà và rất nhiều cô gái khác. Vài tiếng xôn xao. Tên khốn biến thái này phải bị bắt từ lâu rồi. Cái thằng biến thái này phải bị bắt lâu rồi đấy. Tên khốn biến thái này sáng nay còn định sàm sỡ tôi nữa cơ. Người quản lý tòa nhà vội vàng lao tới cạnh chúng tôi. Chúng tôi rất xin lỗi cô và mọi người vì sự cố này. Thật không thể ngờ hắn lại là người như vậy. Hắn ta đã phá hỏng thang máy của cả tòa nhà. Người đàn ông kia không phải là bảo vệ của tòa nhà sao? Khi tôi gặp ông ta thì ông ta đều đội mũ và đeo khẩu trang nên tôi đã không nhận ra. Có lẽ câu chuyện về kẻ biến thái mà tôi được nghe kể chính là sự thật. Đó là lý do tại sao tôi đã báo bảo vệ tòa nhà rất nhiều lần mà không được giải quyết. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vào tối qua, trùng hợp với lúc tôi đang gọi cho bảo vệ. Và đó cũng là lý do tại sao tôi đã gọi bảo vệ rất lâu nhưng không thấy được giải cứu. Tôi nhìn anh chàng đang bị tôi trói trong tình trạng không mặc áo mà ngượng ngùng. Anh ấy đã có ý tốt như vậy mà còn bị tôi trói lại. Tôi vội vàng cởi dây trói ra cho anh ấy rồi liên tục xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh rồi. Anh ấy không nói gì cả. Anh ấy nhặt lấy cái áo trong thang máy rồi mặc vào. Cơ thể ấy, hành động ấy trông mới quyến rũ làm sao. Tôi nhìn anh ấy không chớp mắt cho đến khi có tiếng của cảnh sát vang lên. Chúng tôi đã bắt được người gây ra sự cố. Anh ta đã cố tình phá hủy hệ thống thang máy. Cứ như vậy, tôi và anh ấy cùng nhau đi tới đồn cảnh sát. Mọi việc cũng được sáng tỏ. Kẻ biến thái cũng đã bị bắt. Và bạn biết đấy, đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Còn bây giờ, chúng tôi đã kết hôn. Tôi và anh ấy. Chúng tôi vẫn ở tòa chung cư ấy. Nhưng khác là tôi và anh ấy đã chuyển về một phòng. Và mỗi lần đi thang máy, tôi lại nắm thật chặt tay của anh ấy và nhớ về những chuyện đã xảy ra.